Thầy chào các bạn Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong môn toán lớp 5 Các bạn cần chuẩn bị sách, vở và các đồ dùng học tập như thông tin có ở màn hình Để chúng ta tham gia học tập tốt Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé Những bài học trước, các bạn đã được luyện tập thực hành phép cộng, phép trừ các số tự nhiên, phân số Bài luyện tập chung ngày hôm nay, các bạn sẽ tiếp tục được thực hành ôn tập phép nhân, phép chia, vận dụng kỹ năng nhân, chia để tìm thành phần chưa biết trong phép tính. Nào, bây giờ thầy mời các bạn đến với nội dung bài học ngày hôm nay. Bài tập số 1. Tính. Bài tập này yêu cầu các bạn tính. Đây là các phép nhân, phép chia số tự nhiên phân số, số thập phân và nhân chia các số đo thời gian. Đây cũng là những dạng toán rất quen thuộc đối với các bạn rồi. À, bây giờ, thầy mời các bạn hãy bấm tạm dừng nội dung của video này rồi thực hành các phép tính nhân chia này nha. Thầy chúc các bạn làm bài tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra kết quả bài tập số 1. Câu A. 683 nhân với 35. Đây là phép nhân các số tự nhiên với nhau. Ta đặt tính lưu ý thừa số thứ nhất và thừa số thứ hai khi chúng ta đặt tính phải thẳng cột ở hàng đơn vị. Tiến hành nhân, ta được tích riêng thứ nhất là 3415. 415 Tích riêng thứ hai chúng ta được 2049. ta tiến hành cộng hai tích riêng này với nhau, ta được kết quả là 23.905. Phép tính thứ hai, 1954 nhân với 425. Đây là phép nhân với số có 3 chữ số. Ta vẫn đặt tính như bình thường tiến hành nhân ta được tích riêng thứ nhất là 9770 tích riêng thứ hai là ta được 3908 và tích riêng thứ ba ta nhân được 7816 cộng 3 tích riêng này lại với nhau ta được kết quả 830.450 phép tính thứ ba 2438 nhân với 306 ta đặt tính tương tự như hai phép tính đầu tiên. À, ta có 6 nhân với 2438 được 14628. Tiếp theo là 0 nhân với bất cứ số nào cũng được kết quả là 0. Nên ta có thể tiếp tục lấy chữ số ở hàng trăm là 3 nhân với 2438 ta được kết quả là 7.000 314. Lưu ý, các bạn viết kết quả của lượt nhân này đúng vị trí với chữ số hàng trăm của thừa số thứ hai là ba nha. À, ta cộng các tích riêng này với nhau, ta được kết quả 746.028. Còn đây là kết quả bài làm câu B trước tiên 7 phần 9 nhân với 3 phần 35 nhân hai phân số ta thực hiện bằng cách lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số tiến hành rút gọn hai phân số này à, ta được kết quả là 1 phần 10 phép tính tiếp theo 9 phần 22 nhân với 55 à, nhân một phân số với số tự nhiên à, bài toán này rất quen thuộc với các bạn rồi à, thực hiện phép nhân này ta được kết quả là 45 phần 2 sau khi chúng ta rút gọn xong phép tính thứ ba 11 phần 17 chia cho 33 phần 34 à muốn chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai thì ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Phân số đảo ngược của 33 phần 34 là 34 phần 33. Thực hiện phép nhân phân số này, ta được kết quả là 2 phần 3. Tiếp theo là câu C. Ta thấy đây là phép chia các số thập phân cho số thập phân. 36,66 chia cho 7,8. Quan sát phép chia này, ta thấy ở số chia phần thập phân có một chữ số nên ta sẽ dời dấu phẩy của số bị chia sang bên phải một chữ số. Tiếp theo, ta bỏ dấu phẩy ở số chia, ta được 366,6 chia cho 78.

chia cho 78 thì ta được 7. 7 nhân với 78 ta được 546. 546 trừ 546 còn 0. Tiếp theo, 15,7 chia 6,28. Đây cũng là phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Ta thấy phần thập phân của số chia có 2 chữ số mà phần thập phân của số bị chia thì mới chỉ có một chữ số nên ta thêm một chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của số bị chia để phần thập phân của cả hai số này đều có cùng hai chữ số. Tiến hành bỏ dấu phẩy ở cả hai số thì ta được 1570 chia cho 628. 1570 chia 628 được 2

1 nhân với 45 được 45 63 trừ 45, ta còn 18 Bây giờ, à, ta tiếp tục thực hiện phép chia bằng cách viết thêm dấu phẩy vào thương vừa tìm được và thêm một chữ số 0 vào bên phải số 18 ta được 180 chia cho 45 Thực hiện phép chia thì ta được 4 4 nhân với 45 thì ta được 180 180 trừ 180 Còn không Còn đây là câu D Chia số đo thời gian 16 giờ 15 phút Chia 5 16 chia 5 Được 3 3 x 5 bằng 15 16 trừ 15 Còn 1 à, Ta biết 1 giờ thì bằng 60 phút Ta đổi 1 giờ bằng 60 phút Cộng với 15 phút thì ta được 75 phút 75 chia cho 5 7 chia 5 được 1 1 nhân 5 được 5 7 trừ 5 còn 2 hạ 5 ta được 25 25 chia 5 thì ta được 5 5 nhân 5 bằng 25 25 trừ 25 còn 0 ta ghi thêm đơn vị nữa thì chúng ta hoàn thành bài chia vậy 16 giờ 15 phút chia 5 bằng 3 giờ 15 phút. Tiếp theo, 14 phút 36 giây chia cho 12. Cách làm thì ta cũng thực hiện tương tự như bài vừa rồi, chỉ khác ở phần đơn vị thôi. 14 chia cho 12 thì ta được 1. 1 nhân với 12 được 12. 14 trừ 12 còn 2. Ta đổi 2 phút bằng 100

ta ghi thêm đơn vị nữa thì ta cũng hoàn thành bài chia như vậy 14 phút 36 giây chia cho 12 bằng 1 phút 13 giây các bạn lưu ý khi chia số đo thời gian chia xong mỗi đơn vị đo mà còn dư thì ta phải đổi phần dư đó sang đơn vị thời gian tiếp theo để chúng ta thực hiện phép chia à, thầy xin chúc mừng Tất cả những bạn đã làm đúng hết bài tập số 1 Một số bạn chúng ta làm chưa đúng và do mình quên hay sơ xuất Thì mình nhớ làm lại bài cho đúng nha Các bạn thân mến Ở bài tập số 1 vừa rồi Đã giúp cho các bạn củng cố về các phép tính Với số tự nhiên, số thập phân, phân số Cũng như là chia các số đo thời gian Bài tập tiếp theo Các bạn sẽ được vận dụng các phép tính này để ta tìm thành phần chưa biết trong phép tính. Mời các bạn đến với bài tập số 2. Tìm x. Bài tập số 2 thì có 4 câu A, B, C và D. 4 câu trong bài này thì các bạn cũng đã được thực hiện rất nhiều lần. Thầy tin là các bạn đã rất quen thuộc với dạng bài này rồi. Một lần nữa, các bạn hãy bấm tạm dừng video này để tìm các giá trị của x trong bài tập này. Thầy chúc các bạn làm bài tốt nha. Đây là cách thực hiện bài tập số 2. Câu A 0,12 nhân với x bằng 6. À muốn tìm một thừa số chưa biết thì ta lấy tích chia cho thừa số kia. Ta có x bằng tích là 6 chia cho thừa số đã biết là 0,12. Thực hiện phép chia này à, ta được kết quả là 50. Vậy 0,12 nhân x, x bằng 6 thì x bằng 50. Thành phần chưa biết trong câu B là số bị chia. Muốn tìm số bị chia thì ta lấy thương nhân với số chia. Thương ở đây là 4 và số chia là 2,5. Vậy x sẽ bằng 4 nhân với 2,5. Thực hiện phép nhân này ta có kết quả là 10. Vậy x chia 2,5 bằng 4 thì x bằng 10. Với câu C, à, bài tập này yêu cầu chúng ta tìm số chia. À, muốn tìm số chia thì ta lấy số bị chia và chia cho thương. Ta có x bằng 5,6 chia cho 4. Thực hiện phép chia này ta được kết quả là 1,4. Cuối cùng là câu D. x nhân với 0,1 bằng 2/5. Muốn tìm một thừa số chưa biết thì ta lấy tích chia cho thừa số đã biết ta có x bằng 2 phần 5 chia cho 0,1 thực hiện phép chia này ta dễ dàng tìm được kết quả x bằng 4 các bạn thân mến thông qua hai bài tập trên đây các bạn đã được củng cố về cách thực hiện các phép tính nhân chia với số tự nhiên rồi với phân số với số thập phân cũng như là chia các số đồ thời gian. Ở các bạn còn vận dụng các phép nhân chia để ta tìm thành phần chưa biết trong phép tính. Muốn nhân hai phân số thì ta lấy tử số nhân với tử số và mẫu số nhân với mẫu số. Còn muốn chia phân số thứ nhất cho phân số thứ hai thì ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược. Khi thực hiện các bạn nhớ thực hiện cẩn thận từng bước để mình tìm được kết quả đúng nhất nha. À, ở bài học này chúng ta còn bài tập 3 và tập bài tập 4 trang 176. À, các bạn nhớ làm hai bài tập này và chúng ta gửi thầy cô giáo để nhờ thầy cô giáo của mình nhận xét nha. À, thầy xin chúc các bạn luôn chăm ngoan, học tốt không chỉ ở năm học lớp năm này à, mà các bạn sẽ còn học tốt ở những năm học tiếp theo. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi thầy xin chào tạm biệt các bạn nha